Vietjet Air hiện đã mở bán vé cho đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột trên tất cả các kênh bán của hãng, bao gồm website vietjetair.com, các phòng vé đại lý trên toàn quốc và tổng đài 1900 1886. Giá vé chỉ từ 390.000 đồng. Đường bay dự kiến khai trương vào ngày 20 tháng 5 năm 2013 với tần suất 7 chuyến một tuần trong giai đoạn đầu. Chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi hành vào lúc 18:30 và đến Buôn Ma Thuột vào lúc 19:25. Chặng bay ngược lại sẽ cất cánh vào lúc 19:50 và về đến Thành phố Hồ Chí Minh 55 phút sau đó. Với chặng bay này, hành khách sẽ có thêm một lựa chọn để khám phá văn hóa Tây Nguyên. Trong năm 2013, Vietjet Air cho biết sẽ tiếp tục khai trương thêm các đường bay nội địa và quốc tế. Trước thực trạng diện tích gầm đường vành đai 3 trên cao bị sử dụng trái phép làm chỗ trông giữ xe, nhà xưởng, kho bãi, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết Sở và các phòng ban chức năng đã có cuộc họp, đồng thời có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về vấn đề này. Phương án đưa ra là thu hồi toàn bộ diện tích 193 khoang dưới gầm cầu vượt cao tốc trên cao với tổng diện tích hơn 193.000 m2 của xí nghiệp khai thác điểm đỗ xe số 6. Diện tích này có thể để trồng hoa, cỏ hoặc rào chắn, láng toàn bộ bê tông lên bề mặt nền. Với phương án trồng hoa và cỏ thì kinh phí duy tu sẽ lớn hơn. Trước đó, Công an Hà Nội khẳng định việc trông giữ phương tiện và sử dụng gầm đường vành đai 3 và các mục đích khác như hiện nay đều không có giấy phép. Thông tư số 39 của Bộ Giao thông Vận tải cũng quy định rõ không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ, điểm dừng xe, bến xe, gây mất an toàn công trình cầu, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Bộ Giao thông Vận tải vừa ký kết hợp đồng triển khai dự án đầu tư xây dựng cải tạo nền về mặt đường quốc lộ 1, đoạn Phan Thiết - Đồng Nai theo hình thức BOT, xây dựng kinh doanh chuyển giao. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.085 tỷ đồng, dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 4 năm nay và hoàn thành vào năm 2014. Tuyến đường được nâng cấp theo cấp đường hiện đại, có cải tạo cục bộ một số đoạn để đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, nên đường giữ nguyên bề rộng hiện tại. Để hoàn vốn dự án, nhà đầu tư được sử dụng trạm thu phí sông Phan, bắt đầu thu phí từ tháng 1 năm 2015. Thời hạn kinh doanh chuyển giao công trình dự kiến 22 năm 4 tháng, tính từ ngày bắt đầu thu phí. Phan Thiết - Đồng Nai là một trong những phân đoạn quan trọng của dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ. Khi hoàn thành sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế của các địa phương. Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, từ đầu vụ đánh bắt 2013 đến nay, đã có hơn 100 tàu cá mắc cạn tại cửa biển Đà Diễn, phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Cửa Đà Diễn là vùng bãi ngang, dòng chảy thay đổi rất phức tạp. Trong hơn một tuần qua, dòng chảy biến đổi, cửa biển bị thu hẹp chiều rộng chỉ còn hơn 10 mét, độ sâu lúc chiều kiệt chỉ còn 1,4 mét, rất nguy hiểm cho tàu thuyền. Gần đây nhất vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, trong lúc trên đường đi đánh bắt vào bờ, tàu cá mang số hiệu PI22375TS đã mắc cạn và bị sóng đánh chìm tại cửa Đà Diễn. Bộ đội Biên phòng Phú Yên đã huy động khoảng 50 cán bộ chiến sĩ thuộc đồn biên phòng Tuy Hòa và Hải đội 2 phối hợp cùng bà con ngư dân phường 6 cùng một máy kéo để kéo tàu bị chìm. Trước đó vào ngày 22 tháng 3 năm 2013, khi ra khơi đánh bắt, 28 tàu cá cũng bị mắc cạn tại cửa biển này. Sáng qua trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một người đàn ông chết tại chỗ. Theo những người chứng kiến vụ việc, vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh Nguyễn Văn Tài chạy xe máy trên đường Trần Đại Nghĩa hướng từ khu công nghiệp Lê Minh Xuân đến quốc lộ 1. Khi đến trước nhà số B11/33B, thì xe của anh Tài va chạm với một xe máy chạy cùng chiều và anh bị ngã ra đường. Cùng lúc đó, một chiếc xe ô tô đưa đón công nhân mang biển số 50LD01275 chạy ngược chiều cán qua khiến anh Tài tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô gây tai nạn đã lấn qua làn ngược lại khoảng 2 mét. Cũng theo các nhân chứng, do người dân tập trung đông hai bên đường mua bán đồ ăn sáng, nên xe ô tô buộc phải lấn làn để lưu thông và xảy ra tai nạn đau lòng nói trên.